Chào mừng anh em đến với Man City Homie. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Man City Homie sẽ mang đến cho anh em những tin tức nhanh nhất từ những nguồn tin đáng tin cậy nhất về The Citizen. Đừng quên đăng ký và ấn rung chuông để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Alvarez lập siêu phẩm, Man City hạ gục Newcastle. Chưa bất lợi về thể lực và vắng nhiều trụ cột, Man City vẫn có 3 điểm trước một những đối thủ khó chơi nhất của ngoại hạng Anh hiện tại. Bàn thắng duy nhất của Julian Alvarez ở phút 31 là đủ để Man City đánh bại Newcastle, qua đó tạm xếp thứ hai tại giải. 15 trận là chuỗi thắng dài nhất trên sân nhà của Man City trước một đối thủ tại ngoại hạng Anh. Họ cũng gia tăng một kỷ lục khác tại giải, là mạch 30 trận ghi bàn liên tiếp trước một đối thủ cũng là Newcastle. Trận thắng trích chòe hôm 19 tháng 8 còn giúp nửa xanh thành Manchester lập nên một kỷ lục khác trong lịch sử câu lạc bộ, là chuỗi thắng dài nhất trên sân nhà 17 trận. Ngay trước trận sân nhà đầu tiên của mùa này, Man City mang ra trưng bày trên sân ba danh hiệu lớn của họ mùa trước, gồm ngoại hạng Anh, FA Cup, Champions League. Đó cũng là những đấu trường mà Newcastle muốn tạo nên bước đột phá mùa này. Nhưng những diễn biến tại Etihad cho thấy đội khách vẫn cần cải thiện nhiều để bắt kịp đẳng cấp của chủ nhà. Man City vắng Kevin De Bruyne, Bernardo Silva và John Stones vì những chấn thương khác nhau nhưng vẫn lấn lướt Newcastle cả trận. Trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, các học trò Eddie Howe chơi phòng ngự chặt chẽ khiến Man City gần như không có cơ hội nào rõ rệt. Nhưng ngay khi cảm thấy có thể đá sòng phẳng được với nhà đương kim vô địch, Newcastle trả giá. Từ một tình huống sộc sệch của hàng thủ Newcastle, Phil Foden kiến tạo để Alvarez dứt điểm vào góc cao, hạ gục Nick Pope. Trong đội hình xuất phát, Foden được xếp đá tiền đạo phải. Thực tế, tuyển thủ người Anh thường xuyên bó vào giữa, đóng vai trò kiến thiết lối chơi thay De Bruyne. Foden chính là cầu thủ hay nhất trên hàng công của Man City, tạo ra tới 7 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Erling Haaland trong một ngày kém duyên, phung phí một nửa trong số đó. Ở hàng thủ, tân binh Josko Gvardiol lần đầu đá chính và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng thủ của Man City gần như không cho đối thủ đến gần bàn thắng, dù hàng công của Newcastle vẫn còn hưng phấn sau chiến thắng Aston Villa 5-1 ở vòng đầu. Huấn luyện viên Eddie Howe thừa nhận đội bóng chơi dưới kỳ vọng của ông, một phần vì Man City kiểm soát bóng quá tốt. Dù chủ nhà vừa trải qua trận đấu căng thẳng với Sevilla tại siêu cúp châu Âu giữa tuần, huấn luyện viên Pep Guardiola không thay bất cứ ai trong trận gặp Newcastle. Khi một cổ động viên hét lên thúc giục ông thay người, chiến lược gia người Tây Ban Nha ngay lập tức quay lại, yêu cầu anh ta ngồi xuống. Sự kiên định của Guardiola có cơ sở khi đến cuối trận, Man City vẫn áp đảo và suýt nhân đôi cách biệt. Man City là một trong hai đội toàn thắng cả hai vòng ngoại hạng Anh tính đến lúc này, cùng với Brighton. Newcastle dù thua vẫn tạm giữ được vị trí thứ 6 nhờ hiệu số tốt. Vòng tới, Man City làm khách trên sân Sheffield, còn Newcastle tiếp đón Liverpool. Guardiola, nếu chi như Chelsea, tôi sẽ không ngủ đây và bị giết mất. Cụ thể, Guardiola tuyên bố, đối với Chelsea, điều đó dễ dàng hơn chúng tôi. Tôi sẽ không thể ngồi đây nếu chúng ta chi tiêu như những gì Chelsea đã chi trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất. Bạn sẽ giết tôi mất. Chúng tôi sẽ bị giám sát kỹ lưỡng và bạn không thể tưởng tượng được đâu. Chúng tôi phải xem điều gì xảy ra trên thị trường và liệu chúng tôi có thể làm điều đó và trả những gì chúng tôi tin là công bằng hay không. Guardiola tiếp tục. Chúng tôi muốn Harry Maguire vào năm 2019 và không mua cậu ấy vì không muốn trả tiền. Chúng tôi muốn Marco Cucurella mùa hè năm ngoái nhưng không chi trả. Chúng tôi muốn có Alexis Sanchez năm 2018 và điều tương tự xảy ra. Cuối cùng chúng tôi sẽ trả những gì công bằng để thực hiện điều đó. Nếu không thì chúng tôi có đội học viện. Tôi không chỉ trích Chelsea dù chỉ một giây. Nhưng tôi đang nói, nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi sẽ bị giết chết. Trên toàn thế giới, mọi câu lạc bộ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Tôi ngưỡng mộ Todd Bowley. Họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn. 900 triệu bảng kể từ khi ông ấy đến. Mùa này họ bán được nhiều nên họ có thể làm được điều đó. Jeremy Doku rộng đường đến Premier League. Jeremy Doku được xem là một ngôi sao trẻ đầy triển vọng của tuyển Bỉ. Ở Ligue 1 mùa trước, tuy chỉ có hơn 1.000 phút ra sân, nhưng cầu thủ này vẫn kịp ghi được 6 bàn và kiến tạo. Tiềm năng phát triển của Doku là cực lớn, do đó một số ông lớn đã hỏi mua anh vào thời điểm này. Theo Independent, West Ham United, Manchester City, Tottenham Hotspur đều đã tiếp cận cầu thủ sinh năm 2002. Mức phí chuyển nhượng mà Rennes đưa ra khoảng 50 triệu bảng. Danh tiếng của Tottenham lẫn Man City là điểm cộng cho họ trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, West Ham là lựa chọn không tồi cho Doku khi ở đây anh sẽ có cơ hội đá chính thường xuyên hơn. Với Man City, họ đang khá tham vọng sau khi đẩy đi một loạt cầu thủ. The Citizen muốn hoàn tất cả hai thương vụ Doku và Lucas Paqueta của West Ham trong 2 tuần tới. Cá biệt, Man City sẵn sàng trả cho West Ham tới 100 triệu bảng trong thương vụ Paqueta sau khi thông tin tiền vệ trụ cột Kevin De Bruyne chấn thương đến hết năm 2023. Guardiola khen ngợi người thay thế De Bruyne. Foden đảm nhận vai trò nhạc trưởng của Man City khi Kevin De Bruyne vắng mặt vì chấn thương. Ngôi sao trẻ người Anh đã tạo ra 7 cơ hội, bao gồm đường kiến tạo cho Julian Alvarez ghi bàn duy nhất của trận đấu. Phía Foden thật hữu dụng, Guardiola nói. Cậu ấy có thể chơi nhiều vị trí.
Cậu ấy là một mối đe dọa thực sự. Tôi thực sự hài lòng. Đặc biệt là cách Foden giao tiếp với mọi người. Cậu ấy có tâm lý đúng đắn, đó là điều quan trọng nhất. Guardiola cũng chỉ ra sức mạnh tinh thần của các học trò khi đánh bại một đội bóng đáng gờm như Newcastle. Không có từ nào để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với màn trình diễn của các cầu thủ đã cống hiến. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm, họ đã chơi thực sự tốt. Tôi đã nói về tâm lý do chúng tôi giành chiến thắng là nhờ tinh thần, và chúng tôi đã chứng minh điều đó một lần nữa. Trận đấu diễn ra với nhịp độ tốt, tôi không thấy các cầu thủ quá mệt mỏi. Thật không dễ để thực hiện những thay đổi nên tôi đã không làm điều đó. De Bruyne báo tin mừng cho cổ động viên Man City. Ngay đầu mùa giải, Kevin De Bruyne gặp vấn đề gân khều, chấn thương mà anh từng mắc phải ở chung kết Champions League 2022-2023 gặp Inter Milan. Tình hình của Kevin nghiêm trọng khiến anh phải ngồi ngoài ban 4 tháng. Ngoài ra ngôi sao người Bỉ còn phải trải qua ca phẫu thuật để giải quyết vấn đề chấn thương. Trong một số thông báo mới nhất, De Bruyne mang tin vui cho cổ động viên Man City về việc anh thuận lợi hoàn thành ca phẫu thuật. Cụ thể anh chia sẻ trong dòng trạng thái: "Vấn đề sau trận đấu gặp Burnley thực sự là cú sốc lớn đối với tôi về thể chất và tinh thần của tôi. Bây giờ ca phẫu thuật đã hoàn tất, tôi sẵn sàng bước vào quá trình hồi phục để sớm có thể trở lại nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ." Với việc De Bruyne không thể thi đấu trở lại cho đến năm 2024, cầu thủ người Bỉ sẽ bỏ lỡ toàn bộ chiến dịch vòng bảng của Champions League. Ngày 31 tháng 8, người hâm mộ sẽ biết nhà đương kim vô địch giải đấu nằm chung bảng với câu lạc bộ nào. Cổ động viên Man City kỳ vọng chứng kiến De Bruyne trở lại gặp Newcastle vào ngày 13 tháng 1 năm sau. Và đó cũng là tin tức cuối cùng trong video hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.